nhưng mà người biết cây là cây giang không? Cây giang mà ra được, trồng lá giang mà nó ra được cái trái luôn cả nhà, là cái này nó già lắm nha. Mà cái trái này nghe nó là ăn non được nè, mình ở trong sân thượng mọi người ở quê, mọi người ai ở miền Trung mà biết lá giang hay gọi là ăn lẩu gà lá giang rồi đó, thứ ăn chay nha. Nhưng mà mọi người có nghe là cái lá giang này ăn được không? Hôm nay Tứ vô tình mới biết là đây là cái cây, cái gì vậy, cái trái có lá giang. Ủa sao nó có mũ ăn được không ta? Trời ơi, chua chua ngon anh. Trời ơi, lá giang mà có trái, mọi người đã từng thấy chưa? Nhưng mà nghe hỏi một số bạn nói là cái này phải già là mới có trái. Đây này, cái lá giang là mọi người mình trồng nguyên cái này, nó bò ra mà bữa giờ nắng quá nó chết. Trời ơi, ngon quá. Nó, ủa, nó, cái trái là ăn được không bữa? Được, được lắm. Chết không? Không chết đâu, sẽ có được. Anh mà chết về hiện hồn vậy anh tìm em nha bố. Wow. Ăn hoài. Dạ hả? Ngon vậy ta? Ừ. Cái non ăn ngon lắm. Nó chua chua mọi người ơi. Ừ. Trái đi dài quá. Ngon ghê á. Ừ. Bá cháy mọi người ơi. Mọi người đã từng nghe chưa? Đây là cái cây lá giang mình trồng, và hôm nay mọi người biết là mình đang sửa vườn ăn Tết. Cái vườn của mình này trời ơi, coi banh chành hết trơn. Sau vài ngày nữa thì mọi người sẽ có cái vườn đẹp như thế này nha. Đây, quay lên. Đây. Tài xế thì cũng phải đi dọn vườn thôi. Đây, quay cái nhà có cái vườn của mình nè. Mình đang banh chành hết luôn. Mọi người thấy không? Quá trời trời luôn. Vụ ở đây là vàng bự kìa. Bự trà bá luôn. Mọi người hỏi là tại sao Tiên Phong Thượng mà có thể trồng được. Yêu thiên nhiên, yêu cây, mà tại vì mình là chuyên về hoa thì mọi người biết là công ty mình là tổ chức sự kiện và dịch vụ trang trí, cái gì cũng là hoa ô về, nên cái vườn nó cũng ô về, dơ cũng ô về luôn. Rồi hôm nay mình đang trong quá trình gọi là trùng tu lại nhà để ăn Tết. Ế chổng mỏ này mọi người, trùng tu gì đâu, cây nó ra lá tỉa đi không tốn bạc, không tốn đầu xu các bạn nữa hết trơn, khổ quá nên dọn nhà tới sớm này. Cảm ơn cả nhà nha. Mình là Simon Tứ, chuyên tay clip hậu trường người trang trí cưới, và hôm nay là một clip rất là dễ thương cho cái vườn của mình, quay cho cả nhà mình coi. Năm cũ đã qua, cùng nhau đón năm mới bình an muôn nhà, yêu thương ấm no, như một nơi cùng nhau trở về sum vầy, tiếng cười khắp muôn nhà, tiếng pháo đã mới rộn ràng, cùng ngàn câu chúc an.